Khoan búa. Quá khỏe. Dạ rồi, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay lại với kênh Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Thì dạo gần đây anh em mình mua rất là nhiều dòng máy khoan của Deston về loại khoan bê tông, chuyên bê tông 3 chức năng. Thì hiện tại dòng máy của Deston đang hết hàng và bên shop thấy còn một con duy nhất của hãng Dewar. Thì con này hôm nay em sẽ lên chương trình cho anh em là giảm giá hẳn cái thân máy này luôn. Hiện tại thì thân máy này bên em đang bán là 4.9 triệu. Nhưng mà hôm nay anh em nào mua thì bên em sẽ bán, cũng như là anh em coi được cái chương trình từ cái video này, thì anh em mình mua cái thân máy này chỉ còn giá là 4.499.000 thôi nha anh em. Giảm hẳn đi cho anh em mình. Và kèm theo đó thì anh em mình có thể là lựa chọn mua thêm một viên pin 6A Blackbone, hoặc là anh em mình có thể là mua thêm một viên pin DCB118. Thì bên em đang có chương trình hỗ trợ theo gói combo cho anh em nha, khi mà mua thêm pin và sạc tại Máy Móc Việt Nam Bình Tân. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái thân máy Dewar này nha anh em. Thì con này nó vẫn như những con khác luôn, đều là một con 3 chức năng, nhưng mà con này thì sản phẩm của nó sẽ là cao cấp hơn. Và khi mà anh em mình nghe tới cái thương hiệu này á, thì anh em mình cũng biết về cái chất lượng của nó. Mẫu này sẽ có cho mình là 3 chế độ, một chế độ khoan, một chế độ vừa khoan và có chế độ búa, và một chế độ là búa riêng cho anh em mình khi mà sử dụng. Thì thân máy con này nó sẽ có mã chính xác luôn là DCH273B nha anh em. Mã chính xác của nó là DCH273B, dành cho anh em nào mà mình đã tìm hiểu qua những cái dòng của Dewar. Thì ở ngoài hộp con này nó có thiết kế cho anh em mình là hộp giấy nha. Con này là đi ngoài hộp của nó là hộp giấy. Mẫu này thì xuất xứ ở China nha anh em. Và nhiều anh em mình quan tâm về cái phần sản phẩm của Dewar, thì sản phẩm của nó là sản phẩm đa quốc gia, nên nhà máy có thể là đặt bất kỳ đâu trên thế giới luôn. Và bây giờ em sẽ là cuối con này ra cho anh em mình cùng xem con máy. Đây sẽ là dòng máy DCH273B nè anh em. Mẫu này chưa bao gồm pin nha. Giá này là giá thân máy. Nó sẽ kèm theo cho anh em mình một cái phiếu bảo hành của hãng nữa cho anh em mình khi mà sử dụng. Thì anh em nào mua những dòng sản phẩm chính hãng của Dewar, nó sẽ có chính sách bảo hành cho mình lên tới 3 năm. Và bây giờ em sẽ là quay gần lại cho anh em mình xem được, chiêm ngưỡng được con máy này nó kỹ hơn, chi tiết hơn nha anh em. Và đây sẽ là con máy DCH273B nha anh em. Mẫu này thì khi mà anh em mình mua những dòng chính hãng nè, nó sẽ có những cái tem chống hàng giả, hàng nhái cho anh em mình chết, cũng như là mã QR. Và kèm theo đó thì con máy này anh em mình có thể thấy là sử dụng là đầu gài FDS. Thiết kế rất là đẹp luôn, hầm hố cho anh em mình khi mà sử dụng, chân pin là chân pin Dewar. Và nó sẽ có thêm một số thông tin ở phía sau của con máy này anh em, ghi là cái lực vòng tua máy cũng như là cái loại pin. Thì con này nó sử dụng là loại pin 20V nha, loại pin 20V của Dewar. Mũi tối đa như là xài được tới 26 anh em, là chế độ khoan á, anh em mình sử dụng. Còn riêng về cái tính năng của nó thì anh em mình có thể là điều chỉnh ở đây nha anh em. Điều chỉnh ở đây khi mà mình sử dụng, ở dưới là chế độ khoan nè, ở bên hông sẽ là chế độ khoan búa, và ở trên cao luôn sẽ là chế độ búa cho anh em mình khi mà sử dụng. Đục á. Riêng thì khi mà anh em cầm những cái dòng máy như là của Dewar là Makita, thì anh em sẽ thấy một cái cảm giác nó rất là xịn sò anh em. Tại vì mọi thứ nó đều làm được những cái từ những cái vật liệu cao cấp nhất, như là cao su nè, lẫn nhựa cho anh em mình. Còn về kiểu dáng thì là thương hiệu luôn rồi anh em. Thì bây giờ em sẽ là gắn thử pin cho anh em mình cùng test con này với chế độ là khoan, chế độ là sử dụng búa và chế độ là khoan búa nha anh em. Rồi thì bây giờ để trải nghiệm được con này nó cảm giác tốt hơn, thì em sẽ là test cho anh em mình với 3 chế độ luôn. Khoan, chế độ khoan có búa và chế độ búa không. Rồi chuyển khoan chế độ búa nha anh em. Khoan búa. Quá khỏe. Rồi thì bây giờ mình chuyển qua chế độ khoan búa để thử đục cái mũi đầu nhọn nha anh em. Yeah.
Rồi thì anh em nào thấy mà con này phù hợp với nhu cầu của mình cũng như là anh em muốn đầu tư ngay con này, hiện tại bên em đang có chương trình rất là tốt, 4.490.000 là anh em mình đã sở hữu ngay được một cái thân máy DCH273B nha anh em. Mẫu này thì anh em cũng đã trải nghiệm cùng em như là khoan bê tông và đục bê tông luôn. Giá thì bên em có hỗ trợ thêm cho anh em mình là mua thêm pin 6A led volt hoặc là sạc nha anh em. Anh em muốn mua dòng nào thì bên em sẽ hỗ trợ cho mình. Và cảm ơn em đã xem video đến bây giờ. Anh em nào xem video mà chưa follow kênh thì có thể cho em xin một lượt follow kênh, subscribe kênh và nhấn vào cái chuông thông báo ở bên cạnh để mỗi khi mà bên em lên video thì anh em sẽ được YouTube thông báo để tránh cái tình trạng là mình bỏ lỡ những chương trình hot mà máy móc Việt Nam đưa ra nha. Còn bây giờ thì chắc xin chào và tạm biệt anh em. Chúc anh em có một buổi tối vui vẻ nha. Bye bye anh em.